các bạn đang nhìn trên màn hình đây là ba chiếc loa bờ bluetooth nhé những mẫu mà đang phổ biến rất hiện nay mà anh em nào cũng thường sử dụng này thì hôm nay uh, chia sẻ một chút cho anh em về cái phần là uh, loa bluetooth thì nó hay bị cái lỗi gì nhé và anh em dùng nhau phải chú ý nhá chứ không thì dùng nó hỏng nhiều lắm rất là phí đây là ba mẫu phổ biến này ở đây là có hai mẫu của sony và một mẫu của philips đấy là rất là phổ biến hiện hiện nay cái mẫu này thì rất là phổ biến nhá xb41 thì được một cái là to này cái dòng Sony có một đặc điểm rất là hay mà nhiều anh em thích chính là cái điểm là nó to à, không phải to mà nó có cái đèn mà ạ có đèn flash nhá đây con này bật lên cho bạn xem này đấy, Flat flash bật lên sẽ tí on off này nút bấm đờ quá ừ, có bật đèn đèn flash lên nhá rất là sáng luôn đấy đặc điểm của dòng Sony kể cả các loa bass to cũng, hoặc bát nhỏ đều có tính năng này đấy đèn flash lại thế này flash bật lên nhá sẽ có đèn nhấp nháy khi các bạn bật nhạc còn con JBL thì có đặc điểm là không có đèn flash nhưng mà cầm cái kiểu dáng nó thon, kiểu như nút túi ấy, thể 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 thao. Flip 2 3 4 5 về đều như vậy. Thì cái dòng Flip thì có một đặc điểm là dùng rất châu bò. Các bạn nhá, dùng cái bệnh của dòng Flip này thì thường là sẽ là bệnh bị chai pin. Pin của nó khoảng 6 đến 7 nghìn thật nhưng mà khi sử dụng một thời gian sau pin rất nhanh xuống cấp. Đặc điểm của cái dòng này nhiều anh em sử dụng đều bị dính rồi. Thành ra dòng này có đặc điểm là khi mà dùng hết pin là các bạn mới được nạp nhé. Hoặc là À, nạp rồi thì không được dùng hoặc dùng thì không được nạp chứ không có tình trạng là nghe hết pin thì bắt đầu các bạn mới thấy nó hành nạp nhé thì cái dòng này nó chạy nó không được thọ đâu đấy là đặc điểm của dòng flip này đấy là phải rất chú ý cái dòng này cái dòng sony nhá sony thì lại có một cái bệnh rất đặc trưng mà cái thằng cha này nó 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 biết thì hãng như nó không làm cái sao các bạn ạ đấy, các bạn xem nhé hãy đứng gọn à, đấy là những cái điểm chính của cái dòng này cái dòng Sony thì sẽ bị tình trạng là rất hay chết cái con IC uh, nạp bạn tức là dòng này này. Cái dòng XB20, 21 thì hoặc 22 là thường xuyên gặp tình trạng là nạp nó không vào. Bật lên nó vẫn lên đèn trắng nhưng mà uh, không kích được nguồn chạy hoặc là cắm sạc vào một cái là nó nó báo đèn nạp nhưng mà nó ít vào pin vậy ạ. Pin thì nó không hỏng nhá, pin của dòng này là dòng pin 18650 rất là trâu bò. Không hỏng luôn, dòng này cũng thế này, trâu bò pin không hỏng chỉ có cái bệnh là hỏng cái phần 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 pin nạp thôi riêng dòng này tức là các dòng loại thường là hỏng pin nạp nhưng mà riêng cái dòng Sony thì rất hay bị tình trạng chết con IC nạp rất là phiền còn cái dòng Flip này thì hay bị cái bệnh phổ biến là bệnh không chết IC nạp mà lại chết cái phần 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 pin nó bị chai pin à, sau đó là tiếp theo là đến một cái bệnh nữa mà cái cũng hay bị ở cái dòng này chia sẻ anh em luôn là cái cái con Flip này Flip này thì một cái bệnh mà phổ biến là tức là dùng khoảng hơn một năm là bắt đầu cái nhựa xung quanh này nó rất là kém bởi vì cái thân máy của nó nó để kiểu úp này mà nó hay bị vỡ lắm đến lúc vỡ thì gần như là các bạn nghĩ đến chuyện là mua cái mới là vừa vì không ai bán vỏ cái dòng này cả riêng dòng flip này đặc biệt rất là hay bị như vậy rơi một hai lần xong nó toát hết vỏ nghe nó rung màng lắm màng nó rung bởi vì vỏ nó nát rồi mà nó không như cái dòng xb này xb này thì ừ. lại cực kỳ là bền bỉ quăng quật các kiểu ok nhưng mà lại bị một cái bệnh nữa chính là bệnh màng loa dùng lâu thì màng loa nó sẽ bị bục là phải thay màng. Màng thì thay được. Ok, thay được loa nhưng mà cái vỏ thì không thay đâu. Nên là mua phải cân nhắc hai cái này. Tùy các bạn lựa chọn thôi. Anh em thấy dòng nào phù hợp thì nên cân nhắc. À, dòng này thì ban đêm lập thì là rất là thích bởi vì nó có hệ thống đèn. Nhấp nháy loạn xạ lên nhìn thì thích. Còn dòng trên thì không không có. Đấy những dòng chính. Dòng này thì thuộc hàng loại cao cấp mắc tiền rồi. Dòng uh, trong dòng, dòng Sony thì nó có một điểm hơn nữa mà cũng nhiều anh em thích chính là cái này. Chẳng như cái chiếc này nhá là có extra bass này. Extra bass tức là tăng tiếng bát lên này. Tiếng của nó sẽ nguyên bản là thanh. Bấm vào extra bát thì nó sẽ tăng bát. Còn cái con 41 này thì là nó có tiếng bát sẵn rất là to, trầm, sâu.